Dạ. Chị Tê, tất cả đều biết rồi, có nhà cái này không biết này. Dạ, đây, biết à? Bây giờ, bây giờ, hết gió rồi, hết sao ấy? Hết gió à? Ờ. Còn mà. Chưa cái này, chưa cái này. Đúng. Rồi, của em là em... Lắc là quay ạ. À. Đây là cái bộ quần áo mà là anh Quang Nguyễn đã cất công giặt sạch và đã phân loại rất là rõ ràng để chia cho mọi người, là em sẽ để tất cả sẽ để ra cái bàn này để cho mọi người có thể chia nhau một cách dễ dàng hơn và có thể lựa chọn những cái ưng ý nhất. Xin chân thành cảm ơn tất cả các tấm lòng của các bác. Đó là anh Quang Nguyễn. Alo, anh em ba bạn thiệt quyền chúng ta tập trung rút ra và trưa nay chúng mình sẽ tập trung ở nhà đồng chí bí thư đoàn xã nha, đồng chí Thông nha. Các bạn ơi, anh em của mình vắng mà nào ra tay gái nè. Anh em tập trung ở nhà đồng chí bí thư đoàn xã nha, đồng chí Thông nha. Cảm ơn anh Quang nhá, anh Quang Nguyễn. Đây là đây là địa chỉ của anh Quang Nguyễn Nhật Quang ạ, Facebook là Quang Nguyễn ạ. Xin chân thành cảm ơn anh Quang rất nhiều. Quần áo mới này, quần áo cũ này nó có đặc thù riêng cho nên là sẽ phát sẽ là tất cả các bác sẽ được lựa chọn, chứ em cũng không biết là phát từng người cho ai cả vì cũng không biết ai phù hợp với ai. Đây là các mẹ và các chị cười đi, ai bảo mày không cười hả? Quay đi. Quay được. Quay rồi à? Lấy ít gió nhỉ, mang về nhà treo lên ở trước cửa nhà sàn nhá. Không đâu, em mang về nghịch. Em mang về nghịch à? Không được làm hỏng nhá. Có mỗi người có được một cái thôi nhỉ? Cái này hai cái à? Ôi. Nó chào bạn xe con được hai cái. Ờ. Bạn xe. Ông mặt bác. Đâu? Wow, quay mạnh thế. Gặp nhỉ? Rồi, cảm ơn nhá. Cảm ơn nhiều. Có ly rượu đây. Chân thành cảm ơn. Đây.
Ờ, chỉ trong một lúc thôi là cái quần áo này chắc chắn là sẽ hết rồi.